Xin chào tất cả mọi người. Mình sẽ bắt đầu thông tin tình hình sáng ngày hôm nay, ngày 17 tháng 8. Thì sắp tới đây, Bến Tre sẽ tiến hành test nhanh với kháng nguyên với SARS-CoV-2 trên cộng đồng. Thì có thể bạn sẽ được gọi tên trong thời gian tới. Thì để chuẩn bị cho việc test nhanh được bảo đảm an toàn, ngoài vấn đề thực hiện 5K ra, thì các bạn cần nên chú ý những mục sau đây. Điều này mình đã nói trong các video trước, hôm nay mình sẽ cũng nhắc lại một lần nữa cho các bạn được nắm rõ hơn. Tất nhiên là khi các bạn đi, bạn nên chuẩn bị với mình hai cái khẩu trang và một cái bút, một khăn giấy cá nhân và một chai sát khuẩn. Thì khi các bạn đi thì các bạn sẽ dùng bút của mình, không dùng bút của khu test nhanh để mà điền tên vào mẫu giấy. Lưu ý dùng bút cá nhân của mình, hoặc là khi có đi với gia đình thì cũng nên lấy bút của mình cho gia đình mượn. Thứ hai, và một chai sát khuẩn. Khi các bạn vừa ngồi lên ghế, các bạn dùng chai sát khuẩn xịt vào ghế. Thứ ba, cái khăn giấy các bạn mang theo là khi mà các bạn đang tiến hành lấy mẫu mà các bạn bị nhảy mũi thì các bạn nên lấy khăn giấy chùi vào mũi, chứ đừng có dùng tay mà để có thể quết lên mũi, vì như vậy có thể mang virus vào cơ thể của mình. Cuối cùng chính là cái khẩu trang. Khi các bạn rời khỏi khu test thì các bạn nên vứt bỏ cái khẩu trang của mình đang đeo và đeo cái khẩu trang thứ hai mà các bạn chuẩn bị, vì cái khẩu trang đó có thể đã được virus bám vào. Và khi bạn về đến nhà, các bạn nên thay bỏ bộ quần áo đó, bỏ đi giặt ngay, hoặc giặt ngay lúc mà vừa về đến nhà. Hy vọng các bạn sẽ tiến hành test nhanh trong an toàn. Thông tin cuối cùng, thông tin sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre sáng ngày hôm nay, ngày 17 tháng 8. Thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bến Tre, thì tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, Bến Tre có 11 ca mắc COVID-19 mới, bao gồm là Châu Thành là 5 ca, có địa chỉ tại Sơn Hòa, thì 2 ca ở Hòa Chánh và Hòa Trung, Quế Sơn là 1 ca ở ấp 7, An Hiệp là 1 ca ở An Bình, An Hóa 1 ca ở An Nghĩa. Thì 2 ca ở Sơn Hòa liên quan đến ổ dịch công ty khu công nghiệp An Hiệp. Thì Ba Tri là 1 ca tại An Thạnh, xã An Thủy. Bình Đại là 1 ca tại ấp 2, xã Bình Thắng. Thạnh Phú là 1 ca tại Thạnh Mỹ, xã Mỹ An. Mỏ Cày Nam 1 ca tại Tân Điền, xã Thành Quế B. Ngoài tỉnh về có 2 ca tại huyện Bình Minh và Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Trong số 7 ca mắc nghi ghi nhận trong khu cách ly và phong tỏa thì có 4 ca ngoài cộng đồng, bao gồm 2 ca là tài xế về cùng tài xế chở hàng thành phố Hồ Chí Minh test nhanh chốt cầu Rạch Miễu dương tính. 1 ca ở Thạnh Thới B là tài xế vận chuyển hàng thiết yếu từ Bến Tre đi Long An ngày 16 tháng 8 test nhanh dương tính. 1 ca ở Mỹ An, Thạnh Phú là F1 cách ly, đã hoàn thành cách ly ngày 12 tháng 8 về test nhanh dương tính. Thì tổng số ca tính đến sáng ngày hôm nay, Bến Tre có 1.363 ca dương tính với COVID-19. Thì số ca tử vong vẫn là 30 và số ca đã ra viện là 717. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.